Nào, chúng ta tiếp tục với bài số bài tiếp theo đúng không? Bài lắp ở đây là 71. Lắp 7.2 là layout một cột đúng không? À, tức là chúng ta cái yêu cầu của chúng ta là chúng ta sẽ làm cái layout như thế này. Một cột hình ảnh sẽ như thế này, được chưa nhỉ? Thế thì ở đây chúng ta đã có cái tài nguyên rồi là cái file Photoshop. Nó là cái file Photoshop của bạn phải phải cắt nó ra để đảm bảo nhanh ý, là mình đã cắt sẵn rồi và mình đã viết thành cái file trang HTML sẵn rồi. Các bạn có thể lên cái trang GitHub của mình, các bạn download về cái trang GitHub nó đây trang này nhé, và bạn download cho mình cái file này, cái file đây này, tài nguyên lắp 72 này, file này nhé. Ok, sau khi download về và giải nén thì bạn sẽ có cái hình ảnh đó, nó như đây, hai cái như này đúng không? Thì double click vào cái này, bạn sẽ thấy nó có cái nó chưa có CSS, bạn chỉ dựng đây là bạn chỉ mới dựng có HTML thôi, chưa có CSS, sẽ như thế này. Bây nhiệm vụ chúng ta là ta phải viết CSS để chúng ta định dạng cho nó giống như là cái file hình ảnh mà các bạn vừa trông, tức là nó giống như thế này. Đấy, nó là như thế này. Thì làm như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu. Đây chúng ta xem qua cái cấu trúc của nó, của cái HTML ở đây. Nó cũng đơn giản đấy đúng không? Nhưng mà có điều là chúng ta sẽ phải cắt cái trang Photoshop và ta copy vào. Đấy, thì mình đã cắt sẵn, mình đã đưa sẵn vào đây. Nó cũng chia cấu trúc của nó chia thành mấy mấy cột như này. Header này, content này, như này và footer. Header, content, footer. Header thì chúng ta sẽ chứa thành cái phần logo này, phần search này, ok chưa? Và phần navigation. Đấy, đây là phần header. Thế còn phần phần content thì ta làm cái gì? Content thì ta có cái H group này và ta có phần P, có thể figure. Rồi, và cuối cùng phần footer thì chỉ có thế này thôi. Đấy. Tuy nhiên là những cái này thì gõ rất là lâu, các bạn phải copy ở trong cái trang Photoshop thì mình đã cung cấp sẵn các bạn rồi. Bạn có thể lên cái trang mà mình vừa bảo đây, trang này, bạn download cái file này về nhé. Rồi, thế bây giờ ta sẽ viết cái CSS cho nó. Thì các bạn mở rộng ra, ta lấy cái tên cái rồi, ta cũng có này. Đầu tiên chưa cần xem gì cả, ta cũng cứ có đã. Margin 0 này, padding 0 đúng không? Header, navigation, section, article, aside, footer và figure. Chúng ta ghi là display block. Xong ta có thể A đúng không? Text decoration là năng color red chẳng hạn. Đấy là cái phần phần cơ thể đúng không? Bạn nếu bạn thích kiểu gì quá H1 H2 thì ta định cái luôn H1. Như là font size giả sử 30 đúng không? Font width đó, normal đi. Và chúng ta có color. Color thì mình không lấy chính xác nhé, các bạn có thể đặt một cái color nào đấy, ví dụ như này, chữ thì có thể cho cái chữ nó mà đi H1 tương tự H2 đúng. H2 thì ta cho 25 thôi. Rồi. Rồi phần body, tương tự nó có phần body. Đó. Phần family. Đấy. Bạn thích cái Tahoma dùng cái này.
không sai, ví dụ thế. Rồi, như thế đây là xong cái phần cơ bản đúng không? Background này. Bạn lấy màu chính xác nhé. Còn mình sẽ lấy một cái màu này thôi. Đấy, bây giờ bạn sẽ mở cái này ra, bạn sẽ thấy đấy, màu sẽ như thế này, ok chưa? Rồi, đã là xong phần chung, bây giờ đến phần chi tiết này. Bây giờ chúng ta mới cần phải mở cái này ra để lấy đúng không? Chúng ta sẽ có cái proper đầu tiên. Proper đúng không? Đúng. Đúng. 960. Đúng không? Pending. Chọn 0, 10. 10 gì? Không, auto. Ok. Background. Ví dụ thế. Oh, lâu quyết định. Có thiết bị bóng không? Bóng. Sao đó. Con vệ ích. Con vệ ích. Người vệ ích. Ví dụ như là màu, phải cho cái màu. Đấy. Đấy. Nó có tí đổ bóng đúng không? Đấy. Các bạn thấy đâu. Và xong được cái rapper rồi. Về tiếp theo, ta sẽ thêm lần lượt, ta sẽ lấy wrapper rồi mới header. Rồi. Processing. Lấy tiếp. Chơi gì thay đổi đúng không? Đến phần gì? Header xong đến phần logo. Ví dụ như là cho độ 250 đi. Chiều cao 150. Cái này bạn phải đo cụ thể nhé. Ôi không ổn. 80 đi. Đấy. 90. Rồi. Như vậy đúng không? Logo nào đến ô tiếp theo là cái gì? Search. Search nó. Width 4. 30 đi. Quyết định xong. Tiếp theo là thằng nào? Thêm đi nữa nè. Sớt. Border đúng không? Có border không? Này không có. À có border, sớt nè. Có. Border.
Bo này. Solid. Ở vị trí đó nữa được đúng không? Bo là biết. Position vị trí của nó đây. Solid. Thế nào lại trên đây nhé, cho nó giống cái này rồi. Đó. Thế là xong cái phần là search. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần search này, sẽ có tt search. Width 3 cái chẳng hạn. Được không? Mười một với lại hai mười tám tới trên 20 được, bây giờ còn 18 thôi đúng không? Đấy là bây giờ đến phần là tiếp theo là thằng nào đây, btn research đúng không? Btn research xem qua cái hình này màu đỏ nó kiểu kiểu đấy, ta sẽ có này which Rồi, ok. Là giống rồi đúng không? Rồi, tiếp theo đến phần navigation. Navigation. Position. Absolute. Đã absolute thì ra không về x này. Bottom.
Rồi, bottom xong rồi thì đến ULLI đúng không? List style none này, display inline block, margin left 50 page. Đấy, bắt đầu ra rồi. Bây giờ đến ULLI này, nó đến trạng thái, các trạng thái này. Các trạng thái khác của nó LULLIA active này. À, over border button theo đến phần nào gì, phần con tẽ con tẽ này rồi, ok, tiếp 100 phẩy 100%, margin cách các cái chiều này. Giờ content xong, bây giờ đến cái gì nữa, thẻ P của content đúng không, là content P quyết định ra cuối cùng là đến phần nào nhỉ? Footer. Footer. Width. Heading order top này. Tờ P nữa thì đúng đây, còn P của nó nữa thôi. Tiếp tờ P tách ở lại rồi, ok, hoàn chỉnh rồi. Đấy, ta sẽ định nghĩa cái một cột như thế này. Ok, như vậy ta đã làm xong cái bài 77 đúng không? Ta dừng ở đây.